người ta có những cái hành động rất là nhỏ, cũng gọi là yêu nước vậy. Đâu phải là người ta lên mạng người ta nói này nói nọ rồi mình mới cho là người ta là yêu nước đâu. Thì tụi nó thì lúc nào cũng nói là mình là dư luận viên bò đỏ rồi, mỗi tháng đảng nhà nước trả cho 3 triệu, tức là 3 cụ. Thật ra nếu mà đảng và nhà nước mà trả tiền cho mình 3 cụ để mình ngồi mình nói lắp nháp gì thì chắc mình cũng không làm đâu, mình không nói. Tại vì thật ra không phải là mình nói gì 3 cụ cũng chẳng có làm được cái gì, đúng không? Cái thời gian mà mình ngồi mình nói đôi khi mình kiếm được, nếu mà hên thì cũng được vài triệu, chứ 1 ngày 100 ngàn làm gì. 100 ngàn Việt Nam thì đâu có làm được cái gì đâu, đúng không? 100 ngàn Việt Nam cũng bây giờ nói chung đi qua đi lại cũng hết. Tại tụi nó cứ nghĩ là những người anh em mà lên nói trên mạng xã hội là nói vì tiền thì nó như vậy, cho nó nghĩ ai nó cũng như vậy đó. Cái lũ đó thì nó lúc nào nó đầu óc nó cũng là tiền, vì nó sống ở một cái đất nước mà lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Từ thằng tổng thống của nó là Donald Trump cho tới một cái người dân lúc nào đầu óc cũng chỉ tiền thôi, tình người thì nó không có nghĩ tới, thậm chí không có nữa. Nó đối xử tình người đôi khi nó đối xử một cách tệ bạc hơn là người trong nước của mình. Nhiều khi nó tưởng rằng người Việt Nam mình không biết gì về đời sống của người Mỹ, cho nên là nó tha hồ nó lên nó tô vẽ cho một cái thiên đường đó. Nó tô vẽ cho một cái thiên đường tư bản, một cái thiên đường mà nó cho là văn minh hiện đại nhất trên thế giới, nhưng mà nó đâu có biết cái gì mà nó có lòng vào vấn đề kinh tế thì nó không có tình người. Cũng như những người Việt Nam của mình, họ sống bằng cái trái tim, họ yêu nước bằng trái tim và họ sẵn sàng hy sinh cho đất nước nếu như đất nước cần. Họ đâu phải vì tiền đâu, đúng không? Cũng đâu phải như lũ tụi nó một thời gian mà tụi nó bưng bô, nó đi theo Mỹ, nó rước Mỹ vào nhà 43 năm trước, nó đánh lại người dân của nó, đánh lại dòng họ tổ tiên của nó cũng là tiền thôi. Rõ ràng nếu mà thằng Mỹ nó không rót tiền qua, nó thuê cái lũ này làm, đánh thuê cho nó, thì cái lũ đánh thuê này nó đâu có đi làm vậy, thấy không? Rồi bây giờ 43 năm nó bỏ, nó chạy qua bên đó thì nó cũng tiền, nó cũng vì tiền thôi, chứ nó có yêu thương gì nhau đâu, thấy không? Đó, nó chẳng có yêu thương gì ai hết trơn, nó chỉ có tiền thôi, tiền và tiền, nó thẳng là như vậy. Bởi vì nó sống trong một xã hội chỉ vì tiền thôi. Thì ta nói là có một cái câu nói là xã hội nào thì người dân ấy. Không biết câu nói này người ta có nói đúng hay không thì mình không biết, nhưng mà đó dù sao cũng là một câu nói mà mình cảm nhận được, đúng không? Mình cảm nhận được là như vậy. Thì mình thấy nó cũng đúng, thấy đúng đó ta. Như những người dân Việt Nam mình, những người sống ở trong đất nước Việt Nam mình, người ta hỗ trợ, người ta đùm bọc lẫn nhau, người ta thương yêu nhau, người ta sẵn sàng giúp đỡ cho nhau mọi mặt, từ tình cảm đến vật chất. Người ta thấy một cái người nào đó đang vướng phải cái hoàn cảnh nào đó, người ta vẫn sẵn sàng, người ta chia sẻ, cho dù đó chỉ là một cái lời nói, một cái lời an ủi thôi, một cái lời động viên thôi, cũng đó là cái tình người. Còn ở bên cái những cái nước mà tư bản xã hội, tư bản của tụi nó ở bên đó, nó đâu có như vậy, nó đâu có ở không đâu mà nó đi an ủi với bạn, thấy không? Thời gian đó nó đi làm kiếm tiền, nhiều khi gì nó dựng dưng, nó bảo nước mình, người dân Việt Nam mình vô cảm, nó còn vô cảm hơn mình. Nó không phải nó vô cảm nhưng mà không có tiền nó không xen vào, thế thôi, rõ ràng như vậy. Bây giờ thì về như từ ngày xưa tới giờ, bây giờ cũng vậy, nó không có tiền thì nó đổ lên nó ngồi nó nói đâu, nó chửi,
nó xuyên tạc về Việt Nam, nó xuyên tạc theo cái hợp đồng, có cái hợp đồng đàng hoàng, cho ai ai mà nó gom góp được tiền nhiều thì nó chửi nhiều, nó chửi bạo. Ai mà không có cho nó tiền ít thì nó chửi ít, thế thôi, đơn giản thế thôi, chứ nó đâu phải nó thương yêu gì đất nước Việt Nam mà đâu mà nó lên nó ngồi nó nói, đúng không? Tụi nó cũng có những cái công việc nhất định như là nghề làm neo, nghề cắt cỏ hay là vân vân và vân vân, nhiều nghề lắm, thấy không? Thì mà nó ngoài cái việc đó ra thì như cái mùa khai thuế gì đó. Khai thuế nó người ta ít có đi làm neo thì nó ở không, nó nhận xô nó lên nó nói. Các bạn thấy như là kể cả nó nói là nhà báo như là mình nói đại loại một số tờ báo, mình không nói tên mà chắc các bạn cũng biết những cái số tờ báo đó, thì nó ra cái tờ báo thì nó đăng lên là để chi, để nó lấy quảng cáo thôi, đúng không? Ví dụ không có ai mà đặt hợp đồng quảng cáo của nó thì nó đâu có làm được. Nó sống cái tờ báo của nó, cái tờ báo kêu là tờ báo lá cải, là nó sống vì cái quảng cáo, thấy không? Xong rồi bây giờ không có ai ở không mà ngồi mà đọc nặng từng chữ nó viết, thì nó chuyển qua là báo online đó. Thế thì nó lên online nó làm, rồi nó live stream, nó đọc báo sống đó, như là cái đài báo Vẹm đó, nó cũng tiền, nó thu hút được một cái lượng view cao, một cái lượng view cao thì nó có cái sự quảng cáo nhiều, YouTube nó quảng cáo nhiều, thì nó lấy tiền từ cái quảng cáo đó, nó chi lại cho cái thằng đó, cũng giống như nhuận bút vậy thôi. Chứ thật tất cha là nó cũng đâu phải gì nó thương yêu về đất nước này đâu, đúng không? Cái người mà người ta thương yêu đất nước, người ta muốn chăm lo cho đất nước, là người ta không bao giờ mà người ta dùng tiền hay là dĩ gì người ta lên người ta nói về đất nước. Mặc dù người ta biết hết á, người ta biết cũng giống như là mình biết về đất nước của tụi nó. Tuy rằng ở đây cũng ít nhiều gì cũng mình cũng chưa sang Mỹ, bản thân mình chưa có sang tới đó rồi đó. Nhiều người, nhiều anh chị em trên diễn đàn mà chống lại những luận điệu của bọn chúng cũng có một số cũng đã qua Mỹ rồi, một số cũng chưa đi qua, nhưng mà họ vẫn thừa sức họ tìm hiểu được là cái đời sống của nó. Xin lỗi các bạn, nhiều khi lúc trước đây mình có quen với một cái người đó rất là thân, người đó cũng đáng cha đáng chú mình rồi. Tội lắm các bạn. Ông ta xài một cái điện thoại, cái hiệu lạ lắm, nó cũng là smartphone, nó cũng đầy đủ chức năng quay phim chụp hình, nó cũng là một cái smartphone mà nó cũng quay phim chụp hình. Xin lỗi các bạn, mình uống miếng cà phê rồi mình nói bây giờ chú có thể giúp con chú quay một số cái cảnh mình thực hiện với chú đó là bằng Messenger thôi, chứ không có ra ngoài cộng đồng. Những cái cảnh nào mà chú thấy chú cứ quay thật tình, những cái nơi nào mà văn minh phồn hoa của nước Mỹ nơi chú sinh sống, hoặc kể cả những cái nơi nào mà chú cảm thấy nó là nhích nhác nhất thì chú quay cho con, hai chú cháu mình cùng nghiên cứu, để con biết, để con biết là cái lũ đó nó xài bom loại nào, nó xài bom tấn, nó xài bom dừa dừa. Thì ông cười, ông nói là con nói làm sao chú không hiểu. Thì mình mới nói là thì ý con nói là nhiều khi nó thấy người Việt Nam ở bên này không biết gì, nó nổ, nó xài bom tấn, nó quăng về Việt Nam, nó quăng, thấy không? Thì ông cười, ông nói ồ đúng rồi, bây giờ chú cứ quay đi. Thì ông quay cho mình những cái đời sống mà thường nhất của người Mỹ, của người Việt trên đất Mỹ. Chào Sơn Võ, chào Kim Nguyệt, cùng tất cả quý vị và các bạn bè trên Facebook của Quân Dũng. Thì ông quay cho mình thấy nó còn thua Việt Nam mình. Có những cái mình không phải mình ca tụng đất nước mình, đúng, mình có đất nước mình cũng có những cái là nó bất cập. Mình thấy trời mưa xuống, lúc đó ông quay là cũng là cái ngày đó hình như đang mưa, cũng có những cái chỗ mà ngập nước linh láng, cống kiết rồi nó cũng không có thoát được, cũng ngập á, đúng không? Nhưng mà cái ngập của tụi nó đỡ hơn bên mình đó, là tại vì tụi nó đi ô tô nhiều, nó ít có đi mô tô hay bánh, cho nên dù sao đi nữa nó cũng đỡ, đúng không? Và cái ngập của nó cũng có cái thoát,
thoát nước cũng nhanh hơn mình đó. Đó là mình đúng, mình nói trên thực tế rồi đấy, tức là nó có cái biện pháp để nó làm cho rút nước từ những cái chỗ ngập lụt nhanh hơn mình, ok, cái điều đó mình phải thừa nhận. Nhưng mà nó cũng vẫn ngập đó. Rồi nó cũng nhức nhát rồi này nọ đồ, có những cái hẻm nó cũng nhìn nó cũng nhức nhát lắm đó. Rồi cái đời sống của người dân ở bên đó nó quen rồi, nó quen cái sự cầu thả rồi. Mặc dù nó 43 năm có thể là nó đi trước ngày giải phóng, nó cũng không có thay đổi được cái bản chất của nó. Nó vẫn xè xòa, nó vẫn bê tha, mà nó buồn mà nó. Một cái khu phố của nó giống như là đóng kính cộng cao tường. Xin lỗi các bạn, nó có phải trúng gió, trúng mặt gió, chợ trời cũng không ai biết. Nó không phải là có cái tình người như nước, như trong nước mình đâu. Tức là nó lúc nào nhà nó cũng gắn camera rồi đóng kính cộng cao tường, giống như nó sợ ăn trộm vậy. Nó giống như một nhà tù khép kín vậy. Thấy không? Tức là nó sợ, cho nên nó nhiều khi là con cháu đi làm nó nhốt mấy ông bà già trong nhà. Ăn xong rồi coi tivi xong rồi chán rồi đọc báo đã rồi đi ngủ. Còn mấy ông bà già đâu có ra đường, ra đường thì chơi với ai? Chung quanh là cái người tiếng nói thì cũng không biết. Thấy không? Ngôn ngữ thì cũng không đồng, lẽ ra đường mình giống như chào bạn Bình Dương. Chào bạn Bình Dương. Thế mà nó đời sống của nó là như vậy. Mình cũng thấy rõ ràng. Nó nhếch nhác, nó cũng có những cái khu phố mà của những cái tụi mà tụi mẻ nó nhập cư. Nó dơ giấy mà nó bệnh thiểu vô cùng luôn. Vâng, cảm ơn bạn Bình Dương ạ. Mình lúc nào cũng vui vẻ. Đâu cần chủ nhật, mình vô tư lắm bạn ơi. Cuộc sống là cuộc sống.